Trước đây, hành trình nộp thuế với người cho thuê nhà phải khai và nộp thuế hàng quý. Đến thời điểm khai, phải đến chi cục thuế nơi có nhà cho thuê để nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện. Sau đó, đến ngân hàng hoặc kho bạc nộp thuế. Với việc khai thuế điện tử, các cá nhân có thể thực hiện trên máy tính, thậm chí là trên điện thoại di động. Như vậy, các cá nhân có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất nhiều thời gian công sức đi lại, chờ đợi. Sau gần một năm, đã có khoảng 25.305 tài khoản cá nhân Đăng ký giao dịch điện tử với khoảng 28.265 tờ khai điện tử được thực hiện tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.